Con cảm ơn bác ạ. Con xin hỏi câu thứ 15 ạ. Thưa bác, để hiểu đúng và thực hành đúng về pháp môn niệm Phật mà Đức Phật dạy, người Phật tử cần phải tìm hiểu ở đâu và như thế nào ạ? Muốn tu theo niệm Phật thì phải hiểu thế này. Niệm là nhớ, Phật là gì? Là toàn năng, toàn giác. Đó là Phật A-di-đà. A-di-đà nó có bốn loại: vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Còn Phật mình là sao? Vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng nghiệp. Nó không thành Phật được. Mình phải hiểu cơ bản này. Mình đang vô lượng nghiệp thì phải làm sao xóa được cái nghiệp này. Tìm công đức nhét vô thì cái nghiệp nó ra, thì trở thành ông Phật. Mà mình không phải là vô lượng được, mà là vô, không vô lượng công đức mà được chút xíu công đức chứ không có vô lượng được. Đó, phải hiểu cơ bản này. Nếu mình hiểu cơ bản này thì mới hiểu tu cái đạo Phật mới được. Còn không hiểu rồi mình bày ra mình đủ thứ hết, rồi mình đem đạo Lão, đạo Khổng, rồi đạo Thánh, đạo Thần, đạo Tiên vô, nó pha cái đạo Phật là nó sai đi, thấy không? Vì thế mà ông Phật ông hiểu, ông biết là thế giới vật chất mà càng lên cái đạo Phật nó càng sai. Vì thế mà ông bắt buộc cho công bố ra để chuẩn lại. Nhớ là ông bị chuẩn thân à, nghe ông nghe thôi chứ ông không có bắt buộc à. Ông Phật không bắt buộc à. Như Lai nói ra rồi nghe không nghe thâu chứ không là không bắt buộc. Mình phải hiểu cơ bản này. Rồi cho hỏi tiếp đi. Con đã hết câu hỏi ạ. Con cảm ơn bác. Chúc bác sức khỏe ạ. Rồi cảm ơn cháu đã hỏi.